Có bạn nào biết con này con gì không? Đây là một con điệp giấy. Ngày xưa thì mình cũng không biết con này là con tên gì đâu, nhưng mà mình mới biết được người ta chỉ cho con này là con điệp giấy nha. Ăn thịt nó rất là mỏng. Đó, ở khu này thì rất là nhiều cái con này. Điệp giấy thì thường nó ở chung mấy mấy con sò mai ấy. Sò mai cũng ở cái khu đất mà có bùn như vậy này các bạn. Nói chung đất mà có bùn như vậy thì rất là nhiều loại hải sản, trong đó có sò mai, điệp giấy. Thì hôm nay mình ra cái chỗ này cũng thuộc của đồi nhái luôn, thì thấy rất là nhiều điệp giấy. Con này thì mình cũng chưa ăn bao giờ, nhưng mà hôm nay để bắt thử ăn.